Chúa thứ ba. Ê. Tiền tôi rồi. Phục chứ vào. Đầu tiền nha. Chỗ này em lộn mình. Đánh rồi. Anh đi đánh lại mà. Mấy lần rồi. Biết cầm vào không thôi. Vẫn có tôm này. Có cá rồi. Tôm vẫn có. Chuyện chỗ rồi. Đánh thế này còn thua. Cục cá thế này còn thua. Tôm. Tôm vừa cua. Tí mình sẽ chuyển cho khác. Chơi đây. Vào. Nước trong quá. Úi dù, cái này thì vào nhiều nhá. Đổi chỗ được một cái là vào rồi. Không đổi chỗ được là không vào thôi. Tôm này. Tôm vừa chắc. Quá ngon. Tôi này mình sẽ chuyển này. Hai đầu được có. Thế chưa? Hai bảo. Có ngon. Một thả lên đây một đoạn thôi nhỉ. Dịch lên một tí là được. Một cái bằng mấy cái. Chết đi chuyển sau. Chạch rồi. Được một con chạch rồi. Và đâu đây rồi. Sẽ vào nữa. Con này mất. Vẫn có nha.
tôm nè. Tỏ tôm à. Con vào nhá. Con này còn vào nhiều hơn. Cái gì cái dù. Tôm. Ôi. Tí nữa mình sẽ chủ ra. Qua rồi. Từ nào đây ta? Giờ nó đây. Cái này ra xấu quá. Ấm tôm. Ấm tôm à. Ui. Đồ này có vẻ nặng hơn. Tôi chắc. Cho vào kia đã. Bốn rồi. Cái thứ năm. Cái nào đây ta? Rõ ràng hôm nay mình thấy thế này. Rồi. Để rồi. Ôi trời, nó đi. Số phết. Vũ khí nó. Nè. Mày đi đâu? Đây đó. Cái này có vẻ vỏ ít hơn. Vẫn có. Tập tôm à.
vào chỗ này thôi. Nốt cái cuối cùng. Cái này lại chặt nhá. Một con nào cho tôi mà. Lại ngon này. Úi dồi ôi, lại tôm. Thế rồi, cái cuối rồi mọi người ạ. Lại chuyển chỗ rồi, bên kia còn mấy cái nữa. Thành quả hôm nay của mình đây nha. Đi. Tôm non à. Ok, dừng video này đây thôi.